Phương, nhưng mà bây giờ ra duyên cưới mà bị anh Kiên anh cưới chị Phương mất rồi, thì bây giờ bài này ra duyên mình tính nha. Dạ em sẽ đợi ạ. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Thanh Thức, và 10 giây của quý vị theo thời gian bình chọn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ em tên là Mai Chi ạ, và em đến từ Cần Thơ. Xin chào Mai Chi. Ngày hôm nay bạn cảm giác như thế nào khi mà hát hát cạnh trai đẹp? Dạ thì dạ cũng rung ạ, tại đứng cái trai đẹp với lại anh Thanh Thức cũng là một người rất là nổi tiếng ạ. Dạ. Bạn nghĩ sao nếu như bài này bạn hát với anh Long?
Dạ còn rung hơn. Dạ tại vì anh Kim Tử Long cũng em cũng rất là ngưỡng mộ ạ. Vậy Lê Phương chị nghĩ sao ạ? Khi mà bạn diễn của mình lúc trước hát chung bài này, bây giờ lại hát với một cô gái khác. Cách thể hiện của bạn Chi khác với cái giọng của Phương. Tại giọng của Phương thì trầm thấp, còn giọng của Chi thì cao, thanh. Cho nên là một cái giống như là một cái phiên bản mới thì nghe nó nhẹ nhàng thanh thoát. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Và ngày hôm nay Khanh hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ của anh Thanh Thức sẽ giúp cho tiếng hát của Mai Chi tỏa sáng và nhận được phần trăm bình chọn thật cao của quý vị khán giả tại trường quay. Dạ em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất một nhiều. Một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục này ạ. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng bây số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khán giả tại trường quay ơi, chúng ta có 10 giây để bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi xin cho phép Akikwa xin được quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời sức khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Akikwa. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em đắm vừa cất tiếng hát một cái thôi. Anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, bốn người nhìn nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng dép hả? Cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu, để coi, để quay bây giờ nó mới vô hát cái tông cỡ này chắc là điệp khúc, điệp hát khúc lòn xuống. Anh quay qua nói chắc là điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc như đó lòn em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà các em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi chung được chuyên nghiệp thôi. Ủa chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Akikwa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nốt cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Trời đất ơi, số bấm một 7. Bây giờ sẽ là pha dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, kiếp đau thương người ơi. Đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sắp theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vãng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Thank you.
rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây xám theo nhau về, sầu thương sang kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu em hỡi từ kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ, về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ, về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đánh vỡ tan. Một tiết mục rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị. Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô. Nha. Cái gì vậy trời? Bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mây về buồn liên nó phải như vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À, biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc và nó bắt miết, mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay, cái giọng của em rất là đẹp mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo, chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em. Rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây, nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hiếu ta lưu thiệt.
thiệu cho mọi người biết về những đặc sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để là một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Cho mọi người biết về quê mình nào. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc sơ mãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa sập bóng, dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey! Hey! Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đồi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuồn dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc sơ mãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Bây giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? À, bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện. À, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? À, dạ, hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. À, dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. À, cái này là bản năng thôi. À, ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. À, nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. À, và hầu như là làm bằng
những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại, khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi, mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. Và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng. Thì không biết bạn có ý định đó không? Dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn ạ. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình với em là bây giờ với cái giọng này của em thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em nó không có một cái kỹ thuật gì hết. Nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Chào anh nụ hôn ấy.
riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết anh sẽ những bài tình ca là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn của tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn đấy. Collab phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc. Mà anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn, cũng như là Vũ Đức Mạnh. Đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thật sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn, chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời. Và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%, nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51%, thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường. Chúc mừng Hải Phương. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mạ. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường và chúc mừng anh Nam Cường một lần. Cảm ơn Duyên Quỳnh rất nhiều vì một tiết mục rất sôi động đã mở màn chương trình.
Song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay.
Trời, giọng giống MC dễ sợ. Dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này Phố Hôn, cho nên là lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là bây giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này. Dạ, partner có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Ngọc ơi, nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi dưới. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Dần Trăng Khóc vang lên mà khi bạn nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ, thích cho người. Dạ, em chúc mừng chị Ngọc. Hôm nay chị Ngọc chọn được một partner quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc. Sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bản song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Ông xa buốt thương đau.
một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Anh xin chào anh Duy Long. Cho Khánh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thì hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin. Và khi trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á, phải là một người đã đi hát nhiều rồi á. Em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý trung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn ạ. Không nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, hơi đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có khe nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này, hơi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. À, chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc mừng em. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống, là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất. Trong xóm đã nuôi lòng ước mong, thuận giờ chồng ta cùng tắt biển đông. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Thank you.
son đã nuôi lòng ước mong. Thuận vợ chồng ta cũng ta biến đông. Hò lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ con chào chú. Dạ chú con hát nha. Đó kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời à. Cảm ơn chị Khánh Ngọc ạ. Thế còn Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong 3 tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên, nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu, và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng cũng như là các khách mời còn lại. Thank you.
và mùa đông lạnh lùng buồn xa, nơi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sẽ sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Muốn trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Một tiếng hồn rất tuyệt vời. Bây
bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn Hồ Trung Dũng vì đã hỗ trợ rất là hết mình trong tiết mục này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào bạn. Xin chào anh Khanh cũng như là tất cả các quý vị khách mời đang có mặt trong chương trình cũng như là tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đồng Diệu Ly. Hôm nay em có mặt đây em rất là vui khi được song ca cùng với... Em rất là bất ngờ khi được song ca cùng với anh Dũng. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này? Ly là một cô gái khi mình hát chung mình cảm giác là rất là nội lực, rất là năng lượng. Hát chung với cổ không biết khi nào cổ sẽ hát khúc nào hết trơn á. Cứ thở vừa hát. Cho nên là Ly cứ đứng nhìn ba vị kia, còn Dũng cứ đứng nhìn Ly như thế này. Nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm rất là đặc trưng cho chương trình này. Hai đứa lên đây hoàn toàn là ngẫu hứng, sẽ có lúc thành công nhiều, có lúc thành công ít hơn một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau hơn, biết cá tính của nhau hơn. Và rất là muốn, thực sự trong tương lai rất là muốn được hát song ca với Ly ở những sân khấu chuyên nghiệp khác. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc. Đúng là thật sự ra là ngày hôm nay á, là chị thấy là Diệu Ly á, có nghĩa là bạn bước qua cái vùng an toàn của bạn. Đó, cho nên là khi mà bạn kết hợp với anh Dũng á, bạn muốn tạo điểm nhấn nhưng mà thấy được cái sự bản lĩnh của bạn. Khi mà có những cái tình huống thì bạn xử lý rất rất là tốt. Đây là một cái tiết mục mà phải nói là có sự bứt phá trong cái giọng hát. Thế cơ, anh không phải là anh buồn gì hết, nhưng mà anh thấy tiếc ở một cái điểm là đây là một người mà mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu mình có thể tập trung với nhau trước. Anh Mạnh Quốc Đại ạ. Anh rất là bất ngờ với Diệu Ly bởi vì anh đã làm việc chung với Ly rồi. Ở một cái dòng nhạc dân ca. Dân ca và em cũng hát rất là ngọt ngào. Mà hôm nay em hát ca khúc này thì thật sự là anh cảm thấy cái năng lượng của em nó hợp hơn dân ca rất là nhiều. Và thật sự hôm nay là cái năng lượng của em đem tới chương trình rất là tốt. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục tốt. Cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Xin mời. Thật sự nãy giờ em ngồi đây á, em không có thấy là Ly có một cái tâm lý gì là đi thi hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì em cảm nhận được là sự thăng hoa của cả hai người trên sân khấu. Đây là một tiết mục đối với em nó là rất thăng hoa. Khi mà hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu á, hay nhất là mình có thể thả được hết những cái cảm xúc của mình vào bài hát. Và mình nghĩ là đối phương của mình cũng có thể đón được những cái đó của mình. Em rất là thích cái phần cảm xúc. Em rất rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và các khách mời còn lại. Gió chiều cứ hát đi. Trắng sai cánh
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Tuy đây là tiết mục song ca nhưng chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của các người chơi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện để biết nhiều hơn về cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh, chào các anh chị khách mời, chào các anh chị, các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Thùy Linh, đến từ Quảng Ngãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Khanh xin chào Thùy Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh mời chị Khánh Ngọc trước. Ngọc thấy là Thùy Linh hát rất là điềm đạm, mặc cho người kế bên hoặc là xung quanh nhoi ơi là nhoi, nhưng mà Linh vẫn rất là điềm đạm, xử lý ca khúc rất là nhẹ nhàng mà giọng không hề mỏng nha, giọng rất là dày. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Không biết Hồ Trung Dũng nghĩ sao? Anh ấn tượng những cái luyến của em làm cho anh gợi nhớ đến một ca sĩ rất là thích, đó là chị Như Quỳnh. Như Quỳnh đúng, nó giọng dày. Cũng cái sự bén trong cái giọng đó, và anh rất là nể phục khi mà những câu luyến đó của em nó cực kỳ là chuyên nghiệp, cực kỳ là mượt, nó vào tai, nó vào lòng mình lắm. Mời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Cái cách em hát, cái cách nhả chữ, cách em xử lý bài hát Giấc Mơ Cánh Cò này, anh thấy một cái rất là riêng của em. Và bên cạnh đó phải cảm ơn Duyên Quỳnh. Ở giọng em có một cái độ bay, cái độ bay nhẹ nhàng ở trên, thì bé Linh có một cái sự vững chãi nền nã. Hai bạn có hai cái giọng kết hợp với nhau ở trong ca khúc này đã tạo nên một ca khúc rất là đặc biệt với anh. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông,
giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Xa, dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Xuân cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có liệt xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Xuân cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, gửi lời chào Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Luôn. Dạ. Hay vậy? Bây giờ đố thử đi anh Vũ, anh Dũng nhớ được anh chương trình đó là gì không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố, và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng, cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dương. Hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa.
10 năm em chung nhau lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa. Nghĩa là chưa. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi tai. Dạ tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Thương ở sớm chiều.
tham mà phần em hồng tươi ấy cũng không ngoài nếp na em trăm đường trăm đường y y trăm đường. Quý vị thân mến, mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ là hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra lựa chọn cho mình. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn của khán giả sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Hãy tự giới thiệu về mình nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả các khách mời, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay và khán giả xem đài. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngân Ánh và em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc và hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hoàng Ngân Ánh, một tiếng hát rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị chào em. Giọng hát em rất là dễ thương. Từ cái thần thái em bước xuống này, em giao lưu với anh Quốc Đại là chị thấy ở em một cái sự tự tin, rất tự tin và biết cách để giao lưu và làm chủ cái sân khấu của mình. Thực ra là khi mà anh Đại chọn em là chị biết là cái phần trình diễn của em sẽ được tỏa sáng, bởi vì giọng ca của anh Đại là quá hay về dân ca bolero rồi. Bởi vì cái này là ở ngoài hai đứa rất thân, không phải là mình lên đây mình khen bạn đâu, nhưng mà thật sự giọng của bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho bạn Ánh ngày hôm nay. Bài hát hôm nay đối với em như vậy là chị rất thích và trọn vẹn rồi. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Quốc Đại đã từng biết Ánh rồi và hôm nay thì hơi bị bất ngờ khi mà ép Ánh phải hát ca khúc này, và một cái ca khúc hoàn toàn không phải sở trường, mà Ánh thì chuyên về cái dòng trữ tình thôi. Thành ra hôm nay đối với anh thì Ánh đã làm rất là tốt, và với cái vẻ tự tin của Ánh trên sân khấu thì tuy là lần đầu tiên là hai anh em mình kết hợp cùng nhau một tiết mục mà anh cảm thấy em rất là nhanh, và với cái tinh thần này anh nghĩ em sẽ còn tiến xa nữa. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của Hoàng Ngân Ánh cùng với ca sĩ Quốc Đại. Hàng trên rồi nắm
sao thương con hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hẹn hò, chưa quên lối đi. Đêm đêm em vẫn hát, nếu ta đừng quen nhau, hôm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nay ta xa nhau rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm
ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Em tên là Hoài Thương ạ. Em đến từ thành phố Huế và hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, và Hoài Thương xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ban khách mời, cũng toàn thể quý vị trong trường quay, cũng như quý vị đang xem truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoài Thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Trước tiên thì anh chúc mừng em đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi. Theo anh thôi nha, anh nghĩ là em bị hồi hộp quá khi mà hát chung với lại một cái giọng hát vô cùng điêu luyện của chị Vân Khánh. Nhưng mà sau đó bắt đầu em bắt nhịp lại được. Bắt đầu em xuống đây và chị Vân Khánh chỉ đưa tay, chỉ dịnh em rồi. Hai người giao lưu rồi đi qua đi lại rồi nhìn cười. Bắt đầu em có cái sự thoải mái hơn. Và em ca bắt đầu nó chín hơn, ngọt ngào hơn. Đối với anh và khi mà em biểu diễn với Khánh ở tiết mục này thì anh thấy nó tròn bài. Đôi khi mình còn phải dò để mà mình bắt đúng tần số. Mà bắt đúng tần số của Vân Khánh thì hơi bị lâu xíu. Nên nhưng mà em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại ạ. Dạ, Hoa Thương xin cảm ơn những lời chia sẻ của các anh chị ạ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê buồn vui, dân trong làng ra nghỉ trưa hè lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng Huế. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên hết đau buồn. Em ơi, anh ơi, kêu tôi bằng anh. Trời ơi, anh nhìn thế mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Dạ. Hình như là cái số của anh sao? Linh Long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng đâu là ca không tới. Dạ. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn á. Dạ. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. Em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi. Không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn. Muốn lướt anh Long luôn, đúng rồi, anh Long phải bơ vơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa. Giọng em là một giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo Đại nha thì giọng Tính Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn. Vô luôn phải không? Anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tánh Linh đã làm cũng rất là tốt. Và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khổ. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùng lan mọc từ những cành cố thủ già kia. Việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ xui chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Thank you.
vẫn nhớ hoài một loài cây. Sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây, làm có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ suối chiều, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều thân mến. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em xin gửi lời chào đến bốn anh chị nghệ sĩ đang ngồi đây, anh MC và Công Khanh và tất cả các bạn khán giả dễ thương đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang ngồi coi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất của em. Thành xin chào Thành Danh. Công việc chính của Thành Danh hiện tại là gì ạ? Dạ thưa anh, hiện tại em đang là giáo viên ạ. Em đang giảng dạy môn âm nhạc. Thảo nào. Bởi vậy anh phải cảm ơn Danh rất là nhiều luôn, khi mà anh và em cùng vào cái điệp khúc và em chuyển hát qua một cái quãng bè. Ôi cái quãng bè nó sao mà nó hay dữ vậy. Vừa bè rồi sau một hồi thì em bè đuổi nữa, cho làm cho cái bài hát nó thêm phong phú. Và anh lúc đó anh nói thiệt là anh tự hát cái anh tự nổi da gà. cảm ơn anh Phú Tài rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Phải nói là chúc mừng em một tiết mục tuyệt vời. Đây là một bài hát Donny đóng giày cho em luôn rồi đó. Chị cảm nhận được trong cái bài hát á, em thể hiện rất là sâu sắc và em thả tất cả những cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Ngoài cái tâm tư ra thì em lại còn xử lý về kỹ thuật như nãy anh Đại chia sẻ. Quá hay. Thường thường là nếu mà khách mời sẽ là người hỗ trợ cho em á, thì thường thường là khách mời sẽ bè hay làm những cái bên ngoài để mà hỗ trợ. Nhưng mà bạn là rất là năng động cái chuyện đó. Và bạn bè nè, rồi bạn hát đuổi nè, các bạn làm những cái bài hát rất là có đầy sắc màu sắc. Cái đó là một lời khen ngợi rất lớn đối với em. Và phải nói rằng là chị rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Em cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Bài hát này dành cho Quốc Đại. Tại vì cái giọng của Quốc Đại dày, mà nó bắt mít, mà nó nghe nó rất là bén. Nhưng mà sau khi em xuống đó, mặc dù đằng hạ xuống một tông, nhưng mà em hát giọng em vẫn dày, vẫn có cái khoảng rộng. Làm anh trời đất ơi, hai người này sao làm như là chắc ở trong có tóc giật trước kìa, lén lén mình, hoặc là đã gọi điện thoại với nhau. Anh hôm nay anh sẽ bắt số 2 của em. Anh tưởng cái trời đó giống như là Donny đóng dài bài này cho hai người này vậy đó. Đã không gặp nhau thì làm sao có số mà gọi anh Long. Anh nói là hôm nay là đúng là bài hát này dành cho em và anh Quốc Đại. Nó tròn, nó hay, nó làm cho khán phòng mình nghe cảm giác như đang xem một buổi ca nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi biểu diễn đàng hoàng. Chúc mừng em. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời.